quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304,096 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng, lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng trái phiếu. Trương Mỹ Lan đã lũng đoạt SCB như thế nào? Ngân hàng SCB vốn điều lệ ban đầu thành lập là 10.583 tỷ 801 triệu 040 đồng. Đến nay, có vốn điều lệ là 15.231 tỷ 688.100 đồng. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mặc dù không trực tiếp giữ chức vụ tại Ban Quản trị, Ban điều hành Ngân hàng SCB, nhưng với việc nắm giữ số lượng rất lớn, chiếm gần tuyệt đối cổ phần Ngân hàng SCB, trên 90% số cổ phần Ngân hàng SCB đã bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt. Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, biến ngân hàng SCB trở thành công cụ tài chính để Lan tổ chức huy động tiền gửi, chỉ đạo các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB và tại hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do Lan đã dùng thủ đoạn lập hàng nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn. Ngân hàng SCB để Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích, chiếm đoạt tiền sử dụng cá nhân, đối phó, che giấu hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443,769 tỷ đồng. Ngoài hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong việc thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, hành vi mua chuộc, đối phó, che giấu các cơ quan quản lý nhà nước, hành vi nhận hối lộ, làm trái công vụ của các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước tiếp tay cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra vụ án, còn xác định Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella Holding, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong việc hợp tác kinh doanh với Trương Mỹ Lan. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội, tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Mỹ Lan về 3 tội, tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, và các quyết định khởi tố đối với 87 bị can khác về các tội, tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để tiến hành điều tra quy định của pháp luật. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được xây dựng và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau. Qua điều tra xác định, thực trạng tài chính ngân hàng SCB tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2017 rất xấu. Bản chất tại thời điểm này, ngân hàng SCB đã âm vốn chủ sở hữu, nhưng do Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đối tượng tại ngân hàng SCB bưng bít, báo cáo không trung thực và dùng thủ đoạn mua chuộc các cán bộ thanh tra để họ che giấu. Báo cáo không trung thực về thực trạng của ngân hàng SCB, cụ thể, không thực hiện phân loại nợ xấu đối với các khoản nợ đã được tái cơ cấu nhiều lần. Không trích lập dự phòng rủi ro 25,025 tỷ đồng và bỏ qua 35,526 tỷ đồng, không tính vào hệ số CR. Nếu tính đúng, đủ thì vốn chủ sở hữu âm 22,285 tỷ đồng, lợi nhuận âm 35,038 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế trên vốn điều lệ và các quỹ dự trữ âm 238%, hệ số CR âm 4,24%. Với thực trạng tài chính của ngân hàng SCB như kết quả thanh tra, điều tra như nêu trên, nhưng ban lãnh đạo ngân hàng SCB đã cố tình lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác lên cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước với các số liệu không trung thực, che giấu tình trạng yếu kém không đúng với các tiêu chuẩn của ngân hàng nhà nước quy định, để đối phó với các cơ quan chức năng. Đặc biệt là để tiếp tục được huy động tiền gửi và hoạt động cho vay, từ đó thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hình sự như tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tập đoàn và các công ty kể trên, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn số lượng cổ phần của các ngân hàng này để thao túng hoạt động của các ngân hàng này, phục vụ cho mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 12 năm 2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ dưới tên 32 cổ đông, 98,74% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông. Sau khi ba ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 với tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của Ngân hàng SCB. Đồng thời, tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần Ngân hàng SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,545% vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tính đến tháng 10 năm 2022, Ngân hàng SCB có vốn điều lệ là 15.231.688.100.000 đồng với tổng số 4.129 cổ đông được Ngân hàng Nhà nước công nhận. Trong đó, Trương Mỹ Lan đã sở hữu chi phối 1.394.253.393 đồng cổ phần Ngân hàng SCB, chiếm 91,536% vốn điều lệ sau 27 pháp nhân cá nhân đứng tên giúp. Trong đó, Trương Mỹ Lan trực tiếp đứng tên sở hữu 75.888.800 đồng cổ phần, chiếm 4,982% vốn điều lệ. Tài liệu điều tra xác định, các cá nhân và đại diện các tổ chức này, trừ các pháp nhân nước ngoài đã liên hệ nhưng không đến làm việc, đều khai đứng tên cổ phần cho Trương Mỹ Lan. Với việc sở hữu, nắm quyền chi phối số cổ phần ngân hàng SCB nêu trên, Trương Mỹ Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân Lan tin tưởng, thân tín, đều là những người có trình độ, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả lương mức cao cho họ từ 200 đến 500 triệu một tháng. Như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Thực tế, các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng SCB đều do Trương Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ cho các đối tượng nắm chức vụ, vai trò chủ chốt. Kết quả điều tra vụ án đã có đủ căn cứ kết luận, Trương Mỹ Lan mặc dù không nắm giữ chức vụ nào tại ngân hàng SCB, nhưng Lan là người có quyền hạn tại ngân hàng SCB vì từ khi sáp nhập năm 2012 đến nay, Trương Mỹ Lan luôn nắm giữ cổ phần chi phối tại ngân hàng SCB, từ 85% đến 91,5% tổng số cổ phần ngân hàng SCB do chính Trương Mỹ Lan, các cá nhân thân tín và pháp nhân của Lan sở hữu đứng tên sở hữu. Số cổ phần còn lại dưới 10% do khoảng hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Với việc nắm giữ số cổ phần chi phối hoạt động, bố trí người thân tín giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, hội đồng quản trị, ban điều hành, thế nên mọi hoạt động của ngân hàng này đều cơ bản phục vụ hoạt động của Trương Mỹ Lan. Theo đó, ngân hàng SCB được phép nhận tiền gửi của các cá nhân, tổ chức quản lý tiền huy động để hoạt động kinh doanh, cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB để huy động vốn, nhưng thay vì điều hành hoạt động đúng quy định của pháp luật, Trương Mỹ Lan đã sử dụng quyền hạn của mình để chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hồ sơ để rút tiền phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Mặc dù không giữ chức vụ trong ngân hàng SCB, nhưng bằng các thủ đoạn nêu trên, Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo các đối tượng tại ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Kể từ khi ngân hàng SCB sáp nhập ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào các mục đích của Lan. Trong đó, kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền để chiếm đoạt của ngân hàng SCB. Đến nay, các khoản vay này còn nợ 545.039.379.476.224 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt này đều phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 304.096.278.409.456 đồng.
Ngoài ra, hành vi tham mô tài sản của Lan còn gây thiệt hại số tiền 129.372.775.105.744 đồng, là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên. Giúp sức cho Trương Mỹ Lan tham ô tài sản còn có các đối tượng tại ngân hàng SCB gồm Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Phân, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, Tạ Chiêu Trung, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB là những người có chức vụ, quyền hạn tại ngân hàng SCB. Đây là những người quản lý có quyền định đoạt tài sản của ngân hàng SCB trong việc xét duyệt, cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn quy định của luật các tổ chức tín dụng và các quy định của chính phủ. Ngân hàng nhà nước trong hoạt động cho vay và bảo đảm tiền vay, với chức vụ quyền hạn này, các đối tượng trên phải nhận thức được việc cho tạo lập, phê duyệt, rút các khoản tiền của ngân hàng SCB theo phương thức nêu trên không phải là hoạt động cho vay quy định của pháp luật, mà đó chỉ là các hồ sơ, chứng từ khống nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đánh giá, tuy không phải là người trực tiếp sử dụng số tiền đã rút, nhưng hành vi của những người này là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại cho SCB, nên phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả này. Hành vi phạm tội và hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của những người có chức vụ, quyền hạn, được giao quản lý, có quyền định đoạt tài sản tại ngân hàng SCB nêu trên đã có đủ các yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài các đối tượng chủ chốt tại SCB giúp sức cho Lan thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, còn có các đối tượng trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, đóng vai trò quan trọng để tạo lập ra các bộ hồ sơ vay vốn khống để Lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn gồm Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi tham mưu, chỉ đạo các đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập phương án mua bán, chuyển nhượng cổ phần, góp vốn khống để giúp Trương Mỹ Lan rút tiền chiếm đoạt của SCB. Bị can Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula có hành vi chỉ đạo điều hành nhóm nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập ra các pháp nhân ma, sử dụng các cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các đối tượng tại ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức cho việc rút tiền sử dụng cho các mục đích của Trương Mỹ Lan. Phương Anh còn là người điều hành việc sử dụng dòng tiền sau khi giải ngân theo chỉ đạo của Lan. Bị can Đặng Phương Hoài Tâm, trưởng văn phòng hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có hành vi chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, sử dụng các công ty ma, tìm các cá nhân đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản cho Trương Mỹ Lan để sử dụng các công ty, cá nhân và tài sản này hợp thức cho các khoản vay khống tại ngân hàng SCB, giúp Lan chiếm đoạt tiền của SCB. Bị can Trương Huệ Vân là cháu gái ruột của Trương Mỹ Lan, được Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau, có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn VTP như tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windows, công ty Việt Vĩnh Phú. Vân cũng là người trực tiếp sử dụng số tiền mà nhóm Vạn Thịnh Phát rút ra khỏi ngân hàng SCB. Trong đó, Trương Huệ Vân với vai trò là người điều hành công ty Livifood trực tiếp chỉ đạo thành lập, sử dụng nhóm 52 công ty ma tạo lập 586 khoản vay khống để giúp Trương Mỹ Lan rút số tiền đặc biệt lớn từ SCB. Bị can Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, Dương Tấn Trước sử dụng nhóm công ty Trường Việt do Trước quản lý và điều hành, gồm 4 công ty, lập 15 hồ sơ vay vốn khống, tài sản bảo đảm do Trương Mỹ Lan đưa vào. Tiền rút từ SCB để cả Lan và Trước cùng sử dụng. Như vậy, Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát tuy không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng Lan chính là người chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB thông qua các đối tượng có chức vụ, quyền hạn tại ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Để thực hiện chuỗi hành vi phạm tội với vai trò là người tổ chức, là chủ mưu cầm đầu, biến các lãnh đạo ngân hàng SCB và một số đối tượng có vai trò vị trí quan trọng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành người thực hành để thực hiện hành vi tham ô tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có kịch bản, đã thao túng, lũng đoạn bất chấp các quy định của pháp luật để thực hiện tội phạm, đồng thời sử dụng các nghiệp vụ ngân hàng, hạch toán để che giấu hành vi phạm tội. Đối phó hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện của các cơ quan quản lý. Đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi, xảo quyệt. Hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của nhà nước trong quản lý kinh tế.
kê biên hàng ngàn bất động sản, du thuyền và 15 triệu USD. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã giả soát xác minh truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê biên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can, C03 đã thu giữ tổng số tiền hơn 589 tỷ và 15 triệu USD. Cụ thể, căn cứ lời khai của các bị can, người liên quan, tài liệu dữ liệu điện tử thu thập được, C03 xác định trước thời điểm bị bắt vài ngày, tức ngày 5 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã đưa 14,5 triệu USD, tương đương với 350 tỷ, cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Green Hill Village. Số tiền này được bà Lan đưa theo thỏa thuận từ trước để nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn do ông Việt làm chủ đầu tư. Từ ngày 23 đến 25 tháng 10, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ với hai người khác để giao nộp toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan cho cơ quan điều tra. Những người này đã tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra số tiền 116 tỷ, tức khoảng 4,75 triệu USD và 9,75 triệu USD. Tổng số tiền đã giao nộp tương đương 14,5 triệu USD, bà Lan đã đưa cho ông Việt. Tại cơ quan điều tra, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai số tiền 14,5 triệu USD trên là của mình và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội trong vụ án. Kết quả điều tra còn xác định người đứng đầu Vạn Thịnh Phát đã giao cho các cá nhân nắm giữ hơn 120 triệu cổ phần, chiếm 66,93% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương, tương ứng với trị giá 1.200 tỷ. Công ty trên đã tự nguyện chuyển gần 415 tỷ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục số tiền bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt trong vụ án. Cơ quan điều tra cũng đã ngăn chặn giao dịch đối với số dư 789 tỷ đồng trong tài khoản mở tại ngân hàng SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương và tiền gửi có kỳ hạn để bị can Trương Mỹ Lan khắc phục số tiền đã chiếm đoạt trong vụ án. C03 cũng tiến hành phong tỏa 43 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng. Tổng số tiền bị phong tỏa gần 1.900 tỷ và 8,5 triệu USD. Theo kết luận, cơ quan điều tra cũng tiến hành tạm giữ, kê biên tài sản là bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, C03 tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan. C03 đã kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Đối với các hành vi đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị can và người thân đã thu nộp tổng cộng 25 tỷ đồng và hơn 5,3 triệu USD để khắc phục hậu quả. Liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của đại gia Nguyễn Cao Chí, C03 đã thu giữ tài sản khi khám xét và kê biên 7 bất động sản và gia đình tự nguyện nộp khắc phục hậu quả với tổng cộng hơn 1.001 tỷ đồng. Xếp đầy 3 thùng xốp USD đi hối lộ Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước. Từ chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB đã 3 lần đến nhà riêng của nữ cựu cục trưởng, mang theo những chiếc thùng xốp đựng cả triệu USD để hối lộ, tổng 5 triệu USD. Một lần khác, nữ cục trưởng nhận túi đựng 200.000 USD. Theo kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát vừa được Cơ quan Điều tra Bộ Công an ban hành, trong quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB, cựu nữ cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan, hướng dẫn cách xóa dấu vết các sai phạm cho vay và hứa hẹn bỏ qua nhiều sai phạm của ngân hàng này. Thời điểm đó, bà Nhàn giữ chức vụ cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2 ngân hàng nhà nước. Theo kết luận điều tra, trong quá trình dự thảo và ban hành kết luận thanh tra, nữ cựu cục trưởng đã nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD. Thông qua lãnh đạo SCB là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Văn Thành và Tổng Giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn. Sau khi nhận tiền hối lộ, cựu cục trưởng đã bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước để không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB. Từ đó, các cơ quan chức năng cũng không kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tháng 7 năm 2017, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn báo cáo Trương Mỹ Lan về việc đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra tại SCB. Việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng và các dự án bất động sản đang dư nợ. Sau khi đoàn thanh tra vào làm việc, Trương Mỹ Lan đã giao cho Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn thực hiện điều hành và phối hợp với đoàn. Quá trình thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, Trương Mỹ Lan có hai lần gặp riêng bà Đỗ Thị Nhàn, một lần tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và một lần tại khách sạn Diogo Hà Nội. Tại các cuộc gặp, bà Nhàn nêu thực trạng SCB sai phạm trong hồ sơ tín dụng đối với các dự án, phương án tái cơ cấu qua thanh tra là rất nghiêm trọng, đề nghị Trương Mỹ Lan phải bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn. Bà Lan đã nhờ bà Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và nữ cục trưởng đồng ý. Tuy nhiên, bà Lan khai việc chi tiền cho trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra do Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành thực hiện, quyết định, còn chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát không biết việc đưa hối lộ. Trong thời gian thanh tra tại ngân hàng SCB, bà Nhàn khai nhận đã 4 lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn, với số tiền là 5,2 triệu USD. Lần đầu tiên, giữa tháng 3 năm 2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên văn phòng làm việc của nữ cục trưởng tại trụ sở cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng. Tại văn phòng làm việc, lãnh đạo SCB đưa cho bà Nhàn một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD. Sau cuộc gặp, bà Nhàn đã mang 200.000 USD về cất ở nhà riêng. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại ngân hàng SCB. Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn và lái xe đã mang các thùng xốp đựng tiền USD đến hối lộ cựu cục trưởng của ngân hàng nhà nước. Cụ thể, một lần tổng giám đốc SCB đã xếp 1 triệu USD mang đến hối lộ bà Nhàn. Tiếp đó, hai lần sau, Võ Tấn Hoàng Văn đã xếp đầy thùng xốp tiền đô, mỗi lần 2 triệu USD đến hối lộ nữ cục trưởng. Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì. Vị tổng giám đốc ngân hàng đều nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan, cảm ơn cục trưởng vì đã giúp đỡ và hỗ trợ SCB trong quá trình thanh tra. Sau mỗi lần nhận thùng xốp xếp đầy USD, bà Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng và chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12 năm 2022, nữ cục trưởng đã chia số tiền này, mang 2,6 triệu USD, gửi nhờ tại nhà một người họ hàng bên chồng ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại, bà Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà ông Đỗ Xuân Lộc, em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn, cất vào trong tủ phòng, bà Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa. Theo kết luận, nữ cựu cục trưởng khẳng định những người nhận tiền của mình nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đỗ Xuân Lộc đã xác nhận việc bà Nhàn gửi nhờ cất thùng sắt trong tủ và tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là 3 triệu USD. Còn gia đình họ hàng bên chồng bà Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hai lần nữ cục trưởng mang tiền đến nhờ gửi, một lần là 1,4 triệu USD và một lần là 1,2 triệu USD. Những người này khẳng định hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do Nhàn nhận từ SCB. Gia đình người thân này đã mượn Nhàn 1,4 triệu USD để mua một mảnh đất tại Nam Định và sử dụng mở 10 sổ tiết kiệm. Những người này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD, 10 sổ tiết kiệm và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Họ sau đó đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho Đỗ Thị Nhàn. Tại cơ quan điều tra, bà Nhàn khai do có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền hối lộ nhưng Văn không đến nhận. Còn ông Văn khai 3 lần mang thùng xốp xếp 5 triệu USD để hối lộ nữ cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước là thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho Trương Mỹ Lan biết. Về nguồn tiền đưa hối lộ, ông Văn khẳng định nguồn tiền do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy, hợp thức bằng các bút toán rút, nộp tiền, chuyển tiền để rút ra, đổi thành USD. Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn. Theo kết luận, lời khai của ông Văn về việc đưa tiền phù hợp với lời khai của Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Nam Tuấn, lái xe và những người liên quan, tài liệu, dữ liệu thu thập được. Chỉ đạo cháu gái lập công ty ma, chiếm đoạt 1.000 tỷ của SCB. Dưới chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân đã thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động, tạo 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan,
Bị can Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố tội tham mô tài sản. Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Lavi Food, Công ty Tani Food, Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria. Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Cổ phần Lavi Food từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lavi Food cùng với Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng. Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Lavi Food vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Lan còn thống nhất chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty Cổ phần Lavi Food nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân. Quá trình điều hành Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria, Công ty Cổ phần Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân, nhân viên kế toán của hai công ty, phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này. Nhưng khi cần trả nợ thì Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB. Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống chế rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, tham mô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo, đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Trong khi bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh, thì ông Chu Nam Kierik, Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Lan bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng với vai trò giúp sức cho vợ. Cơ quan điều tra cho rằng, chồng bà Trương Mỹ Lan đã liên đới gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 9.116 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính chiếm 99,26% cổ phần. Chủ tịch hội đồng quản trị giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square. Ông Cơ được bà Lan trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Chồng bà Trương Mỹ Lan đã đồng ý, thống nhất với vợ để ký các biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết Công ty Times Square, chấp thuận thế chấp và gia hạn thế chấp cho các khoản vay do bà Lan đề nghị tại ngân hàng SCB. Ông Cơ thừa nhận việc đã ký các thủ tục bảo đảm khoản vay theo đề nghị của vợ và bản thân không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, cũng không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ cho vay vốn cho bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại đối với ngân hàng SCB số tiền gốc và lãi là hơn 39.217 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với các cá nhân đứng tên hộ các khoản vay. Lời khai của những người này thể hiện họ là lao động tự do hoặc nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có người nhà, người quen làm việc tại ngân hàng SCB đã nhờ họ đứng tên các khoản vay. Sau đó, những người này được gọi đến SCB để ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Họ không hề có nhu cầu vay vốn, không biết phương án vay vốn, không được nhận tiền giải ngân, không có mối liên hệ với Công ty Times Square. Việc đứng tên khống các khoản vay này, các cá nhân được trả tiền công 15-40 triệu đồng một năm. Bị can nhận thức rõ việc ký các biên bản, nghị quyết của Công ty Times Square là thủ tục bắt buộc mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, vay vốn tại SCB. Tài liệu điều tra thể hiện, căn cứ vào các biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Times Square nêu trên, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay là 5 năm. Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ.
do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn thu hồi gốc, lãi. Thế nên ông Chu Lập Cơ chủ tọa ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Times Square Việt Nam ngày 15 tháng 8 năm 2017, nội dung tiếp tục dùng tài sản tại dự án Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB. Với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.551 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 17 tháng 10 năm 2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng còn dư nợ gốc là hơn 19.552 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.665 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là hơn 39.217 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng, tổng giá trị tài sản bảo đảm của các khoản vay mà chồng bà Trương Mỹ Lan ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB được phân bố cho các khoản vay còn dư nợ là 30.100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, ông Cơ nhận thức rõ việc ký các biên bản, nghị quyết của công ty Times Square là thủ tục bắt buộc mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, vay vốn tại ngân hàng SCB. Quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, bản thân bị can có đơn đề nghị được tự nguyện khắc phục hậu quả trong vụ án. Ngày 5 tháng 10 năm 2023, chồng bà Trương Mỹ Lan đã nộp 1 tỷ đồng vào tài khoản cơ quan điều tra, nên cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Từ tháng 12 năm 2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, bà Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ. Dưới tên 32 cổ đông, 98,74% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa, dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông. Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, sau khi ba ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 với tên gọi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB, bà đã trao đổi, thống nhất với chồng và lãnh đạo SCB về việc cho vay để cơ cấu các khoản nợ xấu, lấy tòa nhà Times Square và làm tài sản đảm bảo để vay 20.000 tỷ đồng của SCB để cơ cấu xử lý nợ xấu. Bà Lan khai rằng các thủ tục biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty Times Square về việc bảo lãnh, thế chấp dự án Times Square cho các khách hàng vay vốn là yêu cầu bắt buộc. Phải đảm bảo các thủ tục này mới được vay vốn tại SCB, các thủ tục này được lập, ký khống và hợp thức hồ sơ. Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể thanh toán cho SCB do phương án trả nợ là không có thật. Nguồn tiền vay để xử lý nợ xấu nên bà Lan tiếp tục thuyết phục, thống nhất với chồng sử dụng tài khoản là tòa nhà Times Square để gia hạn đảm bảo. Thế chấp cho các khoản vay đứng tên 54 khách hàng. Tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.541 tỷ đồng.